trong chương trình phóng sự cộng đồng hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại hội ảnh VNPC. Đây là một hội ảnh quốc tế thường xuyên tổ chức những cái chương trình chụp ảnh dã ngoại cũng như là những cái chương trình thi ảnh quốc tế. Và ngày hôm nay thì hội sẽ trao giải cho những học viên đã đoạt giải. Hôm nay là ngày trao giải thi ảnh nghệ thuật 2018 do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 50 tác phẩm dự thi, 9 ảnh vào chung kết, 5 ảnh có giải thưởng. Thưa quý vị, trong cái không khí rất là vui của cái ngày xuân ngày Tết ngày hôm nay, họp mặt tại hội nhiếp ảnh VNPC, thì anh Nguyễn Minh, đại diện cho hội, cho biết về cái chương trình ngày hôm nay như thế nào thưa anh? Thưa anh Phạm Khanh và quý đại lý là Sài Gòn TV, hôm nay là ngày trao giải được tổ chức trong một cuộc thi hàng năm. Và bước qua năm thứ hai, năm 2018, hội đã tổ chức một cuộc thi ảnh cho tất cả hội viên. Trên 50 tác phẩm đã dự thi và hôm nay là ngày phát giải cho 5 tác phẩm vào chung và cho thắng giải. Thế thì những cái giải thưởng này là những cái giải thưởng như thế nào ạ thưa anh? Thưa anh, có 5 giải nhất, nhì, ba, tư. Thì tất cả những tấm ảnh được chấm ngày hôm nay được những nhiếp ảnh gia quốc tế chấm và gửi về cho hội ảnh VNPC. Wow, như vậy là trong hội của mình có 5 thành viên gửi ảnh đi thi và đã đạt giải, hay là nhiều thành viên gửi ảnh đi? Khoảng 50 tác phẩm. 50 tác phẩm. Hội đứng ra tổ chức để thi ảnh hàng năm. Thì trong đó có 5 tác phẩm đoạt giải. 5 tác phẩm đoạt giải. Thưa anh nói là hội đứng ra tổ chức như vậy thì anh mời các nhiếp ảnh gia, những người giám khảo là những nhiếp gia quốc tế đến chấm hay là như thế nào thưa anh? Đây là một cuộc thi trong hội. Tuy nhiên, để khuyến khích anh chị em hội viên đi vào nhiếp ảnh, đi vào dòng chính của nhiếp ảnh thế giới để có một cái nhìn đúng đắn hơn về một cái tác phẩm nhiếp ảnh, do đó tôi đã mời 2 nhiếp ảnh gia quốc tế là những giám khảo chuyên chấm các cuộc thi ảnh trên thế giới chấm ảnh cho hội ảnh chúng ta. Wow, như vậy rằng là nếu mà những cái người mà đoạt giải thưởng trong ngày hôm nay, trong 5 người đó, mà nếu có cơ hội gửi ảnh đi thi quốc tế thật sự thì cũng có nhiều cơ hội không thưa anh? Rất nhiều cơ hội. Rất nhiều cơ hội. Nhưng đây thì anh nói qua về hội ảnh của mình như thế nào thưa anh? Thưa anh, hội ảnh VNPC, còn gọi là Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Việt Nam, là một hội ảnh quốc tế được VF công nhận. Chúng tôi cố gắng có những lớp nhiếp ảnh 1 năm 3 khóa để giúp anh chị em đi vào dòng chính của nhiếp ảnh thế giới. Thành thử ra chúng tôi khuyến khích anh chị em đi thi ảnh và gửi ảnh đi thi. Chúng tôi được biết rằng ở vùng Lý Đô Sài Gòn, Orange County, rất là nhiều những cái hội ảnh khác nhau. Thế thì cái phương châm mà hoạt động của hội ảnh mình như thế nào mà cho thấy ngày hôm nay rất là đông anh chị em đến đây tham dự thưa anh? Thưa anh, nếu mà một hội ảnh mình tổ chức để đi chụp ảnh và triển lãm thì chuyện đó chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nếu mà các bạn muốn đi xa hơn nữa về nhiếp ảnh nghệ thuật thì các bạn nên tham gia vào hội. Anh cho biết rằng là trong cái mùa xuân Tết sắp đến thì hội ảnh của mình có những cái chương trình sẽ tạo cơ hội cho học viên đi chụp ảnh ở đâu, những cái phương châm hoạt động của hội trong năm mới 2018 thưa anh? Thưa anh Phạm Khanh, hội tổ chức những cuộc đi săn ảnh thông thường là vào những cái thời tiết trong năm. Thí dụ như hội mới đi chụp ảnh ở Death Valley, sa mạc, và hội cũng mới đi ở Yosemite chụp tuyết rơi. Thì tất cả những tấm ảnh đó nó nằm trong dạng ảnh nghệ thuật. Tuy nhiên, hội vẫn có những chương trình chụp ảnh phóng sự, chụp 10 mẫu, nhưng mà đó là xen kẽ trong những chương trình chính của hội. Thưa các bạn, giải tư, chúng ta đi xíu đi lên. Giải tư, tôi xin mời một mạnh thường quân, Sơ Lê Chuyện, xin mời lên sân khấu để trao giải tư. Giải tư là tác phẩm số 19, tác giả Tâm Lê. Xin mời Tâm Lê. Rồi, mời anh Tâm Lê lên. Ok, được rồi, anh trọng, em có anh qua bên hông được rồi. Rồi. Đây là giải 4. Anh mong rằng năm tới em sẽ đạt giải cao hơn và sẽ có nhiều tác phẩm nghệ thuật. Ok, xin mời. Xoay 4 này em, xoay. Các bạn nghĩ giải 3 tấm nào các bạn? Giải 3, tác phẩm số 39, tác giả Paul Nguyễn. Xin mời anh Paul.
xin mời nhiếp ảnh gia Trần Quang Hưng, xin mời anh Hưng lên sân khấu. Lấy miếng cơm chén. Rồi mời tác phẩm mời Lisa. Tác phẩm đoạt giải ba. Rồi xin mời các anh em. Giải hai phải không? Chưa giải nhất giải hai. Giải hai. Xin mời anh nhiếp ảnh gia Hồ Đăng xem bạn. Nhiếp ảnh gia mà một người đàn anh rất thân tình thì tôi xin nhờ anh trao giải hai không ạ? Các bạn, giải nhì. Giải nhì là tác phẩm số 18, tác giả Hùng Hồ. Đây là một sự rất ngạc nhiên. Tác giả là một người cũng gọi là mới so với các đàn anh, không ạ? Cảm ơn. Ok. Second place. Ok. Chắc. Giải nhất các bạn. Ok rồi, xin mời người mẫu mình qua hai bên hông. Các bạn bầu tướng nào giải nhất? 12, 15. 40. Giải nhất. Tác phẩm số 15, Minh Dung, xin mời. Đây là một tác phẩm chụp ở Yosemite tuyết rơi cách đây 2 năm. Một tác phẩm chụp cực kỳ công và tác giả đã phải chịu lách để mà chụp tấm ảnh này. Chúc mừng nhiếp ảnh gia đã đoạt được giải nhất. Tôi mong rằng lần sau sẽ được giải nhẫn, giải dài hoặc là trên nhất một chút xíu nữa. Cố gắng lên. Vấn đề chụp ảnh dễ lắm, cứ chụp thiệt nhiều, bỏ nhiều tiền ra đi nhiều nơi để chụp hoài là thế nào thắng rồi. Có cái nhà lóng cửa hoài có thắng được. Đi thiệt nhiều, chụp thiệt nhiều, bỏ bởi nhiều tiền ra. Thành ra đi chụp hình cái này lỗ là có 50 đồng lỗ quá. Nhưng mà vui, phải không? Quý bạn đi chụp hình thì vui thấy không? Vui quá vui. Dạ. Tôi chóm lại chụp hình, được hình là một chuyện phụ. Nhưng mà vui với bạn bè, vui với phong cảnh xung quanh là chính. Đúng chưa? Rồi, bắt tay một cái cho nó chúc mừng. Cố gắng bỏ nhiều tiền hơn nữa nha. Chúc mừng chị Dương. Cảm ơn tất cả quý vị. Cái tiền này là Dung gửi lại cho hội. Để cho hội có cái income. Xin cảm ơn tác giả. Tác phẩm đoạt giải nhất rất xứng đáng. Số 29, Phú Kiệt. Bác có thể bỏ máy xuống được rồi. Thắng dài không cần cầm máy. Xin mời bác. Xin mời anh Hoàn Không Dê gửi phần quà. Ok, quen quá rồi. Cho tôi buồn cái xíu, tôi buồn cái bánh cầu thôi xíu chứ. Kính thưa tất cả quý vị, tôi biết ông này cũng mười mấy hai chục năm nay rồi. Mà trao cho ông một cái giải là chuyện bất công. Đã đi rất nhiều nơi, sáng, trưa, chiều, tối, chỗ nào cũng đi hết. Thành trao cho một giải là bất công. Rồi, chúc mừng anh. Rồi, cảm ơn anh. Anh Hoàng để công việc. Công việc tôi chụp hình. Đây là giải nhất. Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn.